Làm xấu quá. Không có cười. Xấu quá gái ơi. Làm xấu quá. Cho nó nước nó phái à, nước rồi kìa. Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Giờ Hai Sướng với vợ đi ra đây hái bông sơ đũa nấu canh chua. Có không em? Đó, trên đó bông đó. Kìa ngay đầu rồi, ngay đầu rồi. Trên trên xíu. Nó ngoài kìa. Nhánh kia, nhánh bự đó. Ngay tay kìa. Ủa? Mình thấy tay tượng vô nấu canh chua luôn. Mà bên mấy con gà bên vịt nó quằn quá. Đâm nó đập thôi. Có bông hay bông? Hai mấy cái này, con này có được cái bông. Em muốn hết nó bị ấy này, hết tốt rồi. Em bước nó luôn đi. Nó thấy được mấy đọc non á. Nami nó gà đó. Nami. Ừ, nó lòn kìa. Đâu vậy? Chúng chuột à? Đâm mi. À, thống nó bay. Đâm mi. Vô nè. Mi. Có hai con rồi, hai con ra luôn rồi. Đâm mi, xù. Đi về nè. Đứa nào mở cửa vậy? Xù mở cái gì? Cây hơn trước mình được có 2-3 bông mà hôm bữa hái bông nhiều quá, nhưng mà giờ bắt tiêu vậy nó nở nó tàn hết rồi. Giờ mình đi ra đây mình kiếm nữa có không? Có, mình đi hái quế vậy luôn. Bây giờ mình quằn xuống không, mình chặt mấy nhánh này luôn cho nó ra đầu khác nó thấp hơn. Giờ mình kéo xuống cái này thấp dễ hái luôn nè. Mình chặt nó nhánh luôn cho nó ra đọt khác nó thấp. Đó, hai đi. Mới mọc chưa phải mới chặt hả? Này còn bông con cũng nhiều quá nè. Mày cao quá mình hái đâu tới. Leo cũng không được. Mình chặt mình tỉa luôn. Nè, nhắm nè. Đây cây có cây nhãn da bò nè, được mấy chùm nhãn. Vô mình cắt thêm vài cọng quế nữa. Để không đi. Xẻo thì xài. Cây kia đem vô. Cây nãy mình kéo á. Cây quế ai trồng vậy mà nó tốt.
cắt cho nó ra mà khác luôn. Con chung nó hết sức luôn mà nó không. Đang bị thanh chuột hoài vậy, sủa. Bồn bồn cũng giòn hơn. Ừ, bồn có sen cái nào cũng. Này cũng lâu rồi, đợi trước mình chung đi Bạc Liêu mua đó. Đó, có bồn á. Ông tay tượng. Này cái nào nước của mình sôi rồi, nãy mẹ mới để cá vô rồi. Kho với mình nấu canh. Mì gói bỏ quế chưa cũng thơm ngon. Dạo ơi. Dạo à. Dạo. Ê. Bơi bơi ha. Tắm mà bỏ vô trong cái nó bơi đạp nó chọt. Khoái lắm. Nó quen cái ăn cháu kia nó lận cận á. Nó lừa ra. Nó cháo cho nó nhừ thiệt nhừ ra nè. Ngon không nhau? Nha. Ngon ngon không? Ngon không? Ngon. Ăn mà chớp mắt rồi. Chớp mắt rồi. Chớp mắt rồi nha. Ngon không nhau? Hả? Ngon không? Ngon không? Hành với ớt vô mình ướp cá. Nước màu, nước mắm mình để vậy rồi không? Để nước màu, nước mắm mà. Thêm tí đường. Thêm tí nước mắm nha. Trộn cho nó đều, cho nó thấm, hồi mình hết thôi. Cá lóc, cá bóng, mua cá bóng cát mà. Cá lóc, cá bóng, không có lòng tông. Cho muối bột nêm đường vô mà canh. Ngót sen với bồn bồn tay tượng bông sữa đũa nữa. Bông sữa đũa nữa, hai ba thứ luôn. Mình nấu nước chế tắc nó thơm. Ừ, nó canh chua nó muốn chế tắc nó thơm. Mình nêm mà vừa ăn rồi mình để vừa vô cho nó sôi nên là mình nhắc xuống. Giờ mình cho rau nêm vô. Quế với rau ôm. Canh mình chín rồi, giờ mình nhắc ra. Sau thì mình trở về lại cho thêm miếng nước vô nữa. Cho nước vô. Đó, mình kho nãy giờ nó kẹo nó cạn là cạn nước rồi, giờ mình cho hành vô.
Dột. Mới ăn bột xong rồi đó. Uống vô miếng là làm xấu hả? Uống vô muỗng là làm xấu à? Làm xấu quá. Xấu quá gái ơi, làm xấu quá. Ôi, cho nó nước nó phái à, nước rồi kìa. Thấy gào nhiều con cá lặn hết trơn. Chúi hết rồi. Tát nước rồi bắt cá. Mình mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Nha bà nội nhớ mời cái nó dọn đi. Bé Ngọc mời ông bà cô chú ăn cơm đi bé Ngọc. Gì bé Ngọc? Lộn bà nội giả. Nói giả ơi. À, mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với gia đình của mình nha. À, Út xuống rồi kêu gì cái sữa. Sữa coi Út quay. Quá, hoàng có đã chút nào trên, không có chán không à? Cố ăn sáng rồi cố không ăn cơm, cố ẩm bé gạo rồi. Miếng mật, cái ăn cái bắp, cho cái này cũng. Có trứng cá rồi. No rồi. Trứng cá lóc nè. Yeah.
Ừ. Mấy mấy gà nó quằn quá. Mình không ăn nó nhìn mâm dần. Có ăn cơm xong mình ra bước cuối. Sâu cũng bon chen vô đây nữa. Sâu. Nó sâu. Nè, tới Nam Hy rồi. Chuyển mưa luôn. Hai Sướng xin kết thúc với ban cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.